Wow, cái gì đây nhở? Wow, các bạn ơi, một em siêu nhân nhện này. Wow, đây nữa này. Đây là Aquaman. Hay là một em Aquaman này. Wow, rất là đẹp nha các bạn ơi. Em Aquaman. Wow, ui chà chà. Wow, hay là này, có một cây đinh ba các bạn ơi. Đấy, cây đinh ba lắp vào tay nhá. Này, lắp vào tay này. Ai da, Aquaman này bị dính rất là nhiều bùn các bạn ạ. À, mình đi tắm cho Aquaman nhá. À, cho Aquaman vào đây. Wow, đây nữa này. Một em Superman. Siêu nhân nhện này các bạn ơi. Một em Superman. Dính đầy bùn luôn các bạn ạ. Ai da. Ai, em này dính nhiều bùn quá. Cho vào đây đi. Wow. Em Superman này rất là to các bạn ơi. Rồi. Wow, đây nữa nè. Một em máy xúc này. Wow, rất là to này. Ui chà chà, quay được luôn các bạn ơi. Ui, em này là em máy xúc tự hành các bạn ơi. Bị dính rất là nhiều bùn nhá. Đây, xúc đất được nhá. Quạch, wow. Ui, em này to lắm các bạn ơi. Cho vào đây đi. Wow, ui, hết cả cái giỏ của mình rồi. Tèng, 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 tèng. Ha ha, hello, đây là Aquaman. Rồi, mình sẽ tắm cho em ấy nhá. Hey già, đây rồi. Chia. Wow. Các bạn ơi, rất là nhiều xà bông nè. Ý chà chà. Đấy, mình tắm đầy xà bông lên cho em ấy nha. Đây nữa nè. Yeah. Wow. Bôi cho em Aquaman. Yeah. Chà chà. Tắm rất là mát các bạn ơi. Đấy, sạch chưa? Mình cho vào đây nha. Yeah. À. Các bạn ơi, đây. Rất là sạch nhá. Đây, đây là xà phòng. Đánh sạch nhá. Đây, bàn chải đánh thật sạch vào. Ai chà chà. Wow. Đấy, mình cọ tắm thật sạch cho bạn ấy nha. Đây là Aquaman. Ok, tiếp tục nha. Bây giờ mình sẽ tắm ở bên này. Rồi. Các bạn ơi, đã sạch rồi. Đây là Aquaman nha. Đấy. Một Aquaman đã được tắm sạch này. Rồi. Ok, đây là đinh ba của bạn ấy. Mình đã tắm sạch cho bạn ấy rồi nha. Hello, xin chào nha. Rồi. Pem 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 pem. Ta là siêu nhân nhện đây. Nào đi tắm nha. À. Wow. Đầy xà bông luôn các bạn ơi. Này. Mình tắm cho em ấy nha. Rồi. Tắm thật sạch. Ai chà. Wow. Bạn này quá bẩn luôn các bạn ạ. Chà. Rồi. Đấy, bạn ấy đầy bùn các bạn ạ. Phải cọ thật sạch. Rồi. Đây. Bạn Superman này hơi bị bẩn các bạn ạ. Nhiều bùn quá. Rồi. Đây là một Spider-Man. Wow, siêu nhân nhện nha các bạn ơi. Rất là đẹp trai, đã được sạch sẽ rồi. Ok. Peng, 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 peng. Một em cần cẩu máy xúc vào đây. Yeah. Bơi luôn các bạn ơi. Yeah. Ui chà chà. Đấy, mình tắm sạch cho em nhá. Wow. Bẩn quá các bạn ơi. Cái này bẩn quá. Là sạch và xịn sò nhá. Rồi, chà. Ui chà chà. Bạn này sạch rồi các bạn ơi. Ui chà chà. Wow. Chà. Ui chà chà. Wow. Wow. Ui chà chà. Đây, em này to quá. Đây là một em máy xúc nhá. Mình tắm sạch cho em rồi. Vẫn còn rất là nhiều bùn đây này. Mình sẽ phải tắm lại cho em ý. Nhưng đây là một em máy xúc này. Chuck Excavato. Wow. Ok. À đây này các bạn ơi. Ui, ở trong cái ống cống. À, trong ống cống mình đã nhặt được một cái xe này. À, xà. Một em Ford Raptor. Ui, mở được cửa các bạn ơi. Đây, mở cửa luôn. Wow. Em ấy dính đầy bùn ở tay mình các bạn ạ. Đây, em Ford Raptor rất to nha. Có lớp sơ cua này. Dính đầy bùn các bạn ơi. À, mình về mình đi tắm cho em nha. Ui, cho vào đây đi tìm tiếp nào. À, ống cống này hết rồi các bạn ơi. Mình thử đi tìm ra bên này nào.
Ai xà, cái gì đây? Wow, chị chà, cái gì đây nhở? Ai xà, wow, ui, hai em xe luôn các bạn ơi. Wow, em này cao lắm này. Ui, ai xà, mở được cửa các bạn ạ. Này, ý chà chà, một em xe Jeep các bạn ơi. Rồi, cho em xe Jeep vào đây nhá. Wow, tiếp tục nhá. Nào, đây nữa này. À, wow, cái gì đây? À, một em xe Chuck Green. Một em cần cẩu các bạn ạ. À, một em cần cẩu nữa nhá. Rồi, chê, cho vào đây đi tìm tiếp nhá. Xem nào, còn em nào nữa không nhá. Trong này có cái gì không? Wow, wow, wow. Cái gì đây? À, wow, wow. Ui, chà chà, đây rồi. Các bạn ơi, hai em luôn. Wow. Nè, một em xe máy này. Jacking Porto. Wow. Một em Jacking Loto nhá. Rồi, đây nữa nhá. Chà chà. Wow, ai vứt ở đây này? Rất là nhiều đồ chơi các bạn ạ. À, một em Chuck Green Rescue. Em này là một em cứu hộ, cần cẩu cứu hộ các bạn ạ. Đây, gác cái bánh. Ui, chà. Đây, gác cái bánh xe lên đây này. Đây là cần cẩu cứu hộ này. Rồi, cất đi. Mình đi tìm tiếp nha. Kìa kìa, các bạn ơi, mình thấy rồi. Đây này, cái gì đây? Wow, chà chà. À, wow. Một em Jacking mô tô nữa này các bạn ơi. Xe đua đàng hoàng luôn các bạn ạ. Wow, em này em cào cào đi mọi địa hình các bạn ơi. Đây, em ấy đi ác lắm. Rồi, đây nữa này các bạn ơi. Đấy. À, một em xe cần cẩu cứu hộ nhá. Rescue Fire Truck. Wow. Ok. Đấy, em này mở được cả cần lên này các bạn này. Đấy, mở cần cẩu lên nhá, để cứu hộ nhá. Để cứu hỏa các bạn ạ. Rồi, cất đi. Wow, các bạn ơi, đây nữa này. À, một em xe cảnh sát nhá. À, police car. Ê, chà chà. Hi, một em police car nhá. Rồi, wow. Nào, xem còn em nào được không. Wow, trong bãi cỏ này có cái gì đây? À, cái gì đây nhờ các bạn ơi? Này, ui, cái gì đây? Wow. Ui, chà chà, một em xe tăng các bạn ơi. Này, em xe tăng quân sự nhá. Có quả nòng pháo này. Băng, băng, băng chiu, băng chiu. Wow, cho vào đây nhá, đi tìm tiếp nào. Wow. Ui, cái gì kia? Wow, trên cây có cái gì này các bạn ơi? À, một em xe trộn bê tông nhá. Em này là em Chuck Mixer. Rồi, wow, mình cất đi nhá. Rồi, nào, mình thử đi tìm nhá. Xem còn em nào nữa không nhá. Nào, xem trên này. Wow, kìa kìa các bạn ơi. Này, mình thấy có một em xe đây rồi. Wow, em này bẩn lắm các bạn ơi. Ai vứt em ở đây này, dính đầy bụi các bạn ơi. Đây là một em police nhá. Wow, police car, city patrol. Wow, cho em vào đây, mình đi tìm tiếp nhá. Nào, kìa kìa các bạn ơi, dưới bụi cây nhá. Có cái gì đây? À, wow, một em xe chở rác này các bạn ơi, city survive. Wow, em này bụi lắm các bạn ạ. Ây chà, super chuck. Rồi, một em xe đổ rác. Cho vào đây. Mình đi về mình tắm cho các em ấy nha các bạn nha.